vũ. Lúc Raven God đến. That was a mistake. Oh. Còn nút phát nổ ạ, còn còn nút tự hủy à? Sao thằng này classic villain. Chạy nhanh lên ông nội ơi. Stay focused. I'll keep Daddy Duke safe. Oh. Mizora hả? Fuck you, Mizora. Fuck you, Mizora. Ủa? Sao vậy? Ủa, đóng cửa à? Thiện có một cái Discord tên là Funky Dungeon Master. Mọi người có thể tham gia để cùng chơi game nhập vai, D&D cũng như là Baldur's Gate 3. Link ở bên dưới. Cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã ủng hộ Thiện trong quá trình xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai Việt Nam phát triển và lành mạnh. Đặc biệt là Nuni, Boo, Honey Johnny, Pika, Ricky, Sang và Tử. Mời cô biến ra khỏi màn hình của tôi. Chào mừng mọi người đã trở lại với Thiện chơi Baldur's Gate 3. Tập trước, Will và những người bạn đồng hành vừa xử lý tên sát thủ hàng loạt theo bao, làm đúng nghĩa vụ người anh hùng nhân dân bảo vệ thành phố Baldur's Gate. Nhưng ai là người bảo vệ trái tim thổn thức của Will? Biết Will là người quá tốt, luôn luôn hy sinh bản thân mình để giúp người khác, Mizora đã lợi dụng điều này ép Will ký bản khế ước làm việc cho bà ta đến hết đời. Mình xin rút lại tất cả những gì nói về việc Will không ghét Mizora đến thế vì Mizora vẫn cho Will sức mạnh là một anh hùng nhân dân. Không, mình xin rút lại hết. À, ta là một con quỷ đúng nghĩa, lợi dụng tất cả mọi thứ có thể, thao túng tâm lý của Will để đạt được thứ mà ta muốn. Sau rồi mình vừa nhận ra ở đoạn trước có một chỗ mình đến, một cái tàu ngầm, mà cái tay đấy bảo là hình như đây là chỗ giam cầm tù nhân, cô ta chuyển tù nhân đến. Nhỡ mà trong đấy có Duke Ravengard nhỉ, thì sao nhỉ? Bây giờ bà này mà cho quest chỉ địa điểm cứu Duke Ravengard đúng chỗ đấy luôn thì cười này. Baldur's Gate. Rescue the Grand Duke, find the Secret Command Center. Yep, yep. Đó. Thế đến nào. Best foot forward. Đường rồi. Oh, bad luck. You're plastered all over today's gazette and it ain't pleasant reading. Honestly, if you piss them writers off, you're good in my books. Either way, it's cold for a copy, if you're curious. Mình có thể nói cái này, nhưng mà đây là tiền cho cậu bé này mà. Anh cứ đưa cho cậu 2 vàng. Boss. Thêm một việc nữa vẽ vào mặt rồi. Báo đâu? Báo lá cải. Đọc nào. Absolute. This infiltrator threatens safety of Gortash. Just the sort he'll deal. So those metal guys actually did their jobs. You'd be off the street. Thành phố rộng quá. Flame cargo. Trời hơi mưa. Time for a check. Should have docked her under one of those cranes and let the pulleys do the lifting.
Ooh, wow. Refugee. Ở đây không ai quan tâm đúng không? 20. Easy. Oh. Ủa sao mọi người lại chạy vào trong? Ủa chạy đâu vậy? Các bạn ơi. Thôi được rồi. Đây là một combat ổn để đặt một cái spike growth. Bọn này là bọn melee. Bọn nó cần chạy qua đây. Astarion bắn đứa gần nhất trước. Nghĩ con này đủ chết rồi. Di chuyển cái là chết. Đó con này. Đẩy lên. Hết đơn. Better you feed the soil. Tuyệt vời. Fuck, nó giết luôn. 1 2. Và chết. Keep a blade close. The pride of the gate. Oh. Cái hình như ingredient này dùng để chế được cái gì đấy. And walk. Cẩn thận. Đóng cửa này vào. Something over there. Let's get the cargo sorted front loading. What? Hello. Oh my god. Oh my god. Cạn lời. Cạn lời. Mình đã đến đây rồi. Mình đã có thể cứu Doc Raven God. Mo will. Đi. Tại sao cuộc đời mình trớ trêu quá nhỉ? Mình tự hỏi là nếu đến đây trước thì sẽ thế nào? Misora sẽ có xuất hiện ở trại được không? Aren't you the intrepid little adventurer, digging and diving where you don't belong? Ủa, hắn biết à? Nơi này là cái nơi quái gì thế à? The Iron Throne, a ruin from the city's dark past that could become a template for a brighter future. It is a most useful tool for motivating my Gondian workforce. Key to the construction of the Steel Watch that keep the city safe. But like all tools, the moment it ceases to be useful, I will break it. Thanks to your trespassing, that moment may have come. Return to the docks, or the deaths of everyone inside will be on your conscience. How many people are trapped within? How many lives will be lost? Not to mention your father, captured, enthralled.
He will surely perish if you do not intervene. His last breath taken as a slave to the Absolute. Nếu mà hắn có quyền năng để phá hủy hay là làm chìm hay là thế nào đấy chỗ này, thì kể cả mình quay lại hắn vẫn có thể làm thế mà. Và chắc gì mấy cái lời đe dọa đấy đã là thật. Mình đến đây để cứu bố. Duke Ravengard. Đến. That was a mistake. When the corpses start to wash up on the shore, remember, you could have prevented all of this. Oh. Có nút phát nổ ạ, có nút tự hủy à? Sao thằng này... Classic villain. Chắc là phải nhanh. Down to the depths below. Đi. Ủi initiative luôn. Đây là người có thể cứu đúng không? Người có thể cứu. Có khi cái này quan trọng cần đọc tất cả những thứ ở đây. Có thể nó cho mình biết thông tin về nơi này. Thì ai di chuyển, ai làm gì. Kalak đi, Kalak tốc chạy nhanh hơn. Ta đọc cái này cả. With Mulan for task as the watch project approach quarter fulfillment and completion, preparation should be started for expected retooling of the foundry and complete shutdown of the Iron Throne. Đã có kế hoạch đóng cửa chỗ này trước rồi. Conversion of the Iron Throne from research facility to prison was hastily executed, and substantial material in the form of technical prototypes and experiment logs remain in the side chambers. Schedule a sweep to collect the dispose of material to be completed by the end of the next 10 days. Nơi này từng là nơi nghiên cứu, bây giờ nó chuyển làm tù. Có những vật liệu ở đây. Nếu thế thì có thể có vật liệu liên quan đến trái tim của Kalak không? Cái máy Infernal Engine đấy. Tại vì cái bọn người máy này cũng cùng kiểu chế tạo. Hoặc là đời mới hơn. Cầm quyển này lên đã, có gì đâu. Thì quan trọng. Dash. Gimme. Xuống nữa. Soldier. Người khác tương tác này sao? Có cả quái nữa à? Bọn này còn đánh mình cơ à? Ô từ từ. Chỗ này bật bản đồ. Duke Ravengard. Guardian hostage. Trên này không có gì. Có thời gian. À đây, thời gian. Escape the submersible dock before Iron Thor collapse. 6 lượt, 6 turn. Phải suy nghĩ này. Ba đường. Đường bên này. Đường ở đây. Đường đây. Ui, kiểu bọn cát thế.
Bên này trên này thì không có gì đúng không? Rồi, trên này không có gì, ba đường. Cái này từng mét chạy đều quan trọng cả. Đây là lúc dùng Potion of Speed liên quan đến cứu người, không có gì phải tiếc cả. Speed. Và đặc biệt đây là lịch cứu bố của Will. Rồi, đủ bình. Chihira, lên đây. Tương tác cái này xem nào. Scrying Eye, Security Wing, Duke Raven Guard. Đây là Duke đúng không? Ok. Như Arm Guardian Gas. Có phải mở những cánh cửa này à? Có những cái đòn bẩy để mở. Ok, vậy là phải đến mở cửa này. Potion of Speed dài 3 lượt. Sau đấy mình sẽ bị lethargic. Có nên dùng ngay không? Chihira dùng luôn đi đã. Chihira uống. Bước xuống đây. Will có thể dùng thêm phép bay vào mọi người nữa. Phép bay ở level này cast được lên mấy người? 3 được 1 người, 4 được 2 người, 5 được 3 người. Chưa đến lượt của Will thì mọi người phải đợi à? Vậy thì có thể tập trung giết đứa này. Vậy mỗi người để cứu có những cái đòn bẩy không? Lever có. Bên này có 3 tên, bên này có 2 tên. Kalak sẽ đi bên có nhiều tên. Hoặc là mọi người có thể tập trung giết thằng ở đây trước. Gọi Elemental ra giúp. Em con E ở đây đi. Con băng. Nice. Tuyệt. Thế để bọn này bay xử lý trước đi. Bay vẫn để tránh đường cho mọi người cùng đi. Combat này hay quá. Ồ, phải nghĩ theo một kiểu tính toán mà chưa combat nào làm như thế. Astarion có thể sang bên này bắt đầu đánh bọn này. Từ từ. Ở dưới này còn có những thứ để lấy đúng không? Những thứ như là linh kiện. Hòm. Hòm này có cửa kia không? Phải có cửa. Có thể cần Astarion phải mở khóa. Người đằng này cũng có quái. Thế thì đường này cho bà Chihira đi cùng với các summon của mình. Đường trên này cho Kalak đi. Be quick. Tất cả mọi thứ để mình có thể đi nhanh hơn. Ây da, đam cũng là vấn đề nhá. Có chìa khóa gì không?
Không có nhà gì ở đây cả. Không gì giá trị. Đi. Cứ thế mà chạy thôi. Now this is my happy place. Kha Lạc. Sang bên này. Cũng uống bú bình speed. Close ranks. Không sao, yên tâm, tôi sẽ trở lại. Những người ở gần thì cứu được nhanh. Úi dồi, nét à. Thế tất cả tốc chạy mình bằng thừa này. Animation cái đấy như Red chứ nhỉ. Cái đấy là gì? Advantage from melee attack against target that doesn't have all the basic points. Yep, tìm bố. Bay đi. Thật ra nếu mà Will đi trước, cast được bay lên người nhiều người hơn. Không sao. Bay sẽ nhanh hơn chạy. Cũng speed. Không nghĩ nhiều. Dash. Lever ở đây. Yep. Manipulation, motivation, scaffold. Để đọc xong cái này đi. To what extent do one need to see reality in order to believe it to be reality? Taking the offspring remaining from the sacrifice experiment, we use illusion to create impression that their parents never died. 8 of the 12 offspring believe it's a new reality and would accept that their parents were still alive. Remaining 4 went mad. Ở đây còn thí nghiệm gì đấy trên người nữa cơ à? Okay, okay. Người này nữa. Actually, thì đi vào đây à? Cửa khóa. Trong này cũng có thú. Thôi tạm thời cứu người này đã. Cứu xong rồi làm gì làm? Strain, phải tốn hành động để cứu à? Rồi, nó sẽ cứu. Starion. Cái gì đây? Bubbling emergence. Nước chảy à? Còn thế nữa. Teleport thì kệ and snare. Nhiều thứ quá nhỉ?
Lockpick Impossible. À đây, kéo được cái lever. Ơ kìa, ngay đấy thôi mà. Cắm một cái cho nó phải chạy qua. Ô, đây là ra chỗ của Jira này. Được. Trốn, maybe. Sure, trốn đi. Time for a new approach. Này đứng núp kỹ thế nhỉ, bất kỳ cái gì thì có thể kết thúc combat này nhanh. Biết ơn. Kalak Rage lên. Giống như não mình phải chia làm 4, đúng 4 đường luôn ạ. Mỗi thứ, mỗi người một kiểu. Gõ là chết này. Reckless, không quan tâm. The hammer's gonna Duke Raven go. Don't worry, Duke. I'm getting you out of there. Duke Ravengard. Duke Ravengard, ok. Ok. Chết rồi. Let's see. Wow, ông ấy thấy Mizora hả? Civilian, bên này chết rồi. Còn bên này thôi đúng không? Bên này hết rồi đúng không? Hai người này. Đây còn một người dưới. Bên này thì phải đánh xong đã. Bên này Astarion đang mở cửa các kiểu. Rồi bắt đầu chạy ngược lại. Rồi con này nằm. Ôi, nó chạy ngược lại đây à? Không ổn rồi. Phải bảo vệ hội đằng này. Bay ra làm mục tiêu cho nó đánh, chứ không nó đánh người. Cho nó mục tiêu để đánh. Will, cứu người này. Freedom, finally. My deepest thanks. Ra đây. Mấy cái này cửa này mở được không? Mở được. Có lever các thứ. Ô. Đấy. Sao? Rồi. Ô, mình mất action. Jesus. Hòm. Con này cứu không? Không. Bay ra hòm. Không có gì. Không có máy móc linh xiềng gì ở đây cả. Ô, oh! Mind Flayer, Parasite, không quan tâm.
Ai chứ Will không quan tâm. Bye. Chạy đi. Ơ, cả cái sequence này ngầu quá. Kìa, khi dẫn game D&D mình cũng thích thiết kế các combat. Không nhất thiết là phải giết tất cả mọi thứ, mà có nhiều mục tiêu khác trong combat. Ông này có thể làm gì? Ông này có thể chạy. Chạy nhanh lên ông nội ơi. Stay focused. Keep Daddy Duke safe. Oh! Mizora, hả? Bruh. Fuck you, Mizora. Fuck you, Mizora. Lên thuyền đấy đã. Ôi trời ơi, con nó từ đâu ra vậy? Vault 6 key. How many amputation can an individual survive in this experiment we tested? A drider. The human and gnome were in agony after removal of one limb apiece and bled out not long after removal of the second. Gnome barely beating the human. Wow. Okay. Keep them guessing. Nghĩ Astagrian cần lấy sự chú ý của con này để nó không chạy ra ngoài. Chịu. Không có thứ gì liên quan đến nghiên cứu giúp Kalak à? Cái này chả đến làm gì kìa. Tắt xử Spike đi. Con này chết hết chưa? Sakuhin Hunter. Sakuhin Hunter. Cắt từng lửa. Standing, no matter what you heard. Chỉ cần cứu hội này nữa là sao? Summon có tương tác mở cửa được không? Không được. Dash. Mở. Hết chưa? Ba bên này. Người đang chạy ở đây. Duke Ravengard đi xong rồi. Người đang chạy ở đây. Hai người đang chạy ở đây. Hết rồi đấy. Bay về nào.
Ủa? Sao vậy? Ủa đóng cửa à? Oh no 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 no. Chuyện gì xảy ra vậy? Thì Astarion phải chạy lại đằng này mở cửa cho mọi người. Ôi, tự nhiên khó vậy. Bro, what? What? Vấn đề là tại vì con summon đi vào ấy, nên là con summon không thể tương tác mở cửa được nếu mà người ở trong này còn mở được. Ôi, người tính không bằng trời tính ạ. No better moment. Vấn đề là chỗ này đang cháy, hội này chạy qua có chết không? 16 máu. 18 máu, 18 máu. 18 máu, 18 máu, 18 máu. Vậy thì Jahira lockpick cái này. 25. Mình cần phải crit. Không crit. Ô, có thể thử lại. Tốn action đúng không? Ok, thì cứ thử đến khi nào được thôi. Ôi. Hết dịp thủ ở đây luôn ạ. Hai cái nát một rồi, chưa thấy cái nát 20 đâu. Cái sequence này hay quá. Oh my god. Các thể loại chắc chờ. 18, 20 của tôi đâu? Yes! Đây là vấn đề này. Pick cái hộp này lên. Không nó nổ. Ném hộp này qua đây. Rồi, an toàn rồi. Ok, ổn, ổn, không vấn đề gì. Alex chạy về. Alex chạy xa đấy. Ê, bước ra đây. Will ở dưới đấy cũng hơi lo nha. À, rồi. Không. Úi dồi, hai cái crit. Cao. Cao. Will không vấn đề gì, Will chạy được. Vấn đề là phải không cho bọn nó đến gần mọi người khác cơ. Hai phát, một phát vào con kia. Đứng đây chặn đường.
Mọi người chạy đi. Rồi, mọi người chạy đi. Chạy qua lửa cẩn thận nhá. Lại thêm con mò lên. Ô, oh, đến giờ mọi người in cap hết rồi. Potion of speed hết rồi. Không sao, không sao. Hội này tự chạy được. Không sao, còn 3 vòng nữa cơ. Ra đánh thằng này đi. Will cũng bị lethargic đúng không? Bay rồi. Cô này tự ra được, tự gạt cần các thứ được. Gạt cần. Rồi. Keep going. Don't look back. Ý giả. You must return there. Now. It's the only way we'll survive this. Đánh nốt không? Chắc chọc được. Nốt. Ê, chưa chết. Well, shit. Ok, bye. Ô, quên mất. Bây giờ mình không còn đi nhanh nữa rồi. Oh, no, 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 no. Is the same old song. One way to find out. The straight path. Vừa phải tay hết đống này. Executioner. Paralyze. Rồi, chạy thôi. À, gõ nút con này. Rồi. Biến. Đừng cái nét nào trúng nhá. Bị chói ở đấy là ăn hành đấy. Ra đây cho bọn nó đánh.
is my time. Đến lúc bye bye rồi Will ơi. Mọi người đã trở về được hết chưa? Còn mỗi Astarion đúng không? Astarion tí nữa có thể teleport. Sayonara. Vẫn phải có người cản bọn này để hội này đi nốt. Oh, fuck. Vừa kịp đấy, vừa sát nút luôn đấy. Đây là Astarion. Chạy. Cùng lắm thả được cho cái phép vào đây là hết. Chihira có làm được thế không? No better moment. Được, Chihira cũng được. Thả cho cái phép vào đây. Nó đi chậm lại. Chihira lên trước. Không đợi gì nữa, lên luôn đi. Kết lượt. Astarion Dash. Khá lắc chạy. Hy vọng hội này chạy được. Find a route. Còn một vòng thì thân ai nấy lo rồi. Một vòng thân ai nấy lo. Chịu rồi. Các bạn cố lên nhé. Có thể đợi nốt hội này rồi đi được không? Thì cái này là vấn đề về cơ chế game nhé. Tại vì không biết cái số 1 này nghĩa là nó còn có nhảy xuống đến số 0 không? Tại vì mình muốn lên đây ngồi và vẫn đợi hội này. Có thể hết vòng này ít nhất là một người lên được. Mình đợi nốt vòng đi. Chạy được đúng không? Được. À đó, được rồi. Literally người cuối cùng lên. Không ai thì bỏ sót lại.
you upon exiting the submersible. Unlike the Iron Throne, you remain intact. It seems most of the hostages from the throne share your fate. Your chest tightens as your exhausted father approaches. He's tadpoled, but under my protection now, just like you. His mind is his own again. Your tadpole resonates with your father's, and a flash of recognition sets in. Devil standing before him is his own son. Will, gods, it pains me to look at you. By Baldurin's graces, why have the hells ordained you to save me? Ouch. Ouch. Chà. Con mừng vì cha sớm, cha đã an toàn. By every last hell, son. I hate to see what you've become, but... Ravengard's head still aches so powerfully the pain seeps into you. The Absolute may be silenced, but your father's parasite still remains. I'll guide him to your camp. He'll know where to go, even if he doesn't yet understand why. Your father grows silent. Whatever needs saying, we'll have to wait. Gods, we made it! We actually made it! All right, we're good to go. Say goodbye to Cap and come up the hatch when you're ready. Keeping pace. Our savior! Please, I want to ask you something! Okay. I can't thank you enough. I was certain that place was to be my cold, wet tomb. There were so many of us scattered through that place. To save so many was... It was brilliant. Just brilliant. We were kept hostage to control our families and the Steel Watch Foundry. To keep them building Gortash's death machines. Please. They need to know what happened here. They have no reason to obey Gortash anymore. If they rebel, it'll put a dent in Gortash's steel might. Ha. Đúng ý tôi rồi đấy. Tôi sẽ giúp họ. Gon smiles on me this day. Thank you. Gon là vị thần liên quan đến sáng chế chế tạo. Ogro is free. Free. Bloody hells. I was a goner for sure. Thank you. My sincerest thanks, friend. I don't know what possessed you to find us in that place, but I am surely glad you did. My lord, your act of valor will go down in Gondian history. Đúng hết không nhỉ? Ba người ở phòng bên này, một ba người ở phòng bên kia. It's over, right? There's not more cutting. Thank God. Mọi người đây đều thờ phụng Gon. Ba người phòng bên kia, hai người ở trước mặt, hai người ở ngay cạnh cầu thang xuống, hai người ở phòng cạnh Duke Ravengard. Đủ hết rồi đấy. Listen, lad. Only a special sword could have done what you did. Thank you. Đúng đến giây cuối cùng luôn, như Mission Impossible. Hopefully Frel's not too worried about me. You were so heroic. My word. I can't wait to tell Skorv what happened. Gods, I hope he's all right. What they were doing with us was horrid. Thank you for saving me. Nghiên cứu rồi tra tấn. Featherweight Falson will be back in the ring in no time. Once my daughter Claw is freed. That was amazing. Like one of them old hero stories. Thank you. Ravengard? I'll get to your camp. We'll talk there. Feels so good, man. Trừ việc liên quan đến Izora. It's over. It's finally over. We're safe. And I'm off. Cảm ơn ông ấy kìa. What a ride.
I won't forget it anytime soon, and Cap neither. I might have underestimated you before. Won't do that again. Thanks for the adventure. Ha. Adventurer. Cảm ơn ông đã đợi. Cảm ơn ông đã đợi đến rất đúng giờ, từng giây cuối cùng. Gather your allies. Hosin Hosin Arabella Floric Mizura, Grand Duke Ravenguard. You stand by our side. Lên level nào. Oh god. Không biết vừa rồi nhận bao nhiêu kinh nghiệm. Hero's Fist, tường gai. Heal, 70 heal. Thành gió. War of Thorn. Gần giống War of Fire. Hold on. Mình muốn thử phép của Will. Chắc là sẽ reload save. To gấp 4 lần cái fireball. Test this. Trong cái này, phép này trong D&D đi được xa hơn nữa. Lấy cái này không? Cái này để cho cả một đội quân có thể đi được. Level up Will để sau. Tùy xem các spellcaster khác trong party có access đến Arcane Gate không? Chắc là Gale có. Astarion giờ có nhiều spell hơn mình cần rồi. Có thể lấy Fog Cloud, I guess. Lesser Restoration. Ok, sure. Barbarian level 11. Relentless Rage. Once per short rest, if you drop to 0 hit point while enraged, you regain 1 hit point instead of being down. Không tốt đến vậy. Không hiểu. Wow. Oh wow. Spellcaster khác sẽ có phát level 6. Rất mạnh. Fighter có đòn tấn công thứ 3. Paladin. Mỗi đòn tấn công được thêm 1d8 đam. Và bài này có gì? Mỗi short rest tank được thêm 1 đòn nữa. Mình có thể sẽ suy nghĩ việc có multi-class. Mọi người ở đây thôi à? Không về à? Two steps at a time. Alright. Về lại bến cảng. Can you swim, Starion? I'm not sure, honestly. It's been a couple of hundred years. Oh, you're missing out. Loved it as a kid. Oh, this water looks nasty as hell, though. Well, it's not called Grey Harbor for nothing. It's all right. What's on your mind? Nói thêm về mối quan hệ của cô với Gorthas. He got his claws into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I like that. Not like that, you know. Just. It felt like a good fit. I kept him safe, and he paid me well. Well enough to move my folks into a better neighborhood and put something away for the future. My future.
I respected him, trusted him. And he returned that trust, that respect. His life was in my hands, and I took that seriously. The whole thing with Zauriel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. One minute I was in Baldur's Gate, a happy, healthy, not quite kid. The next, I was burning up in Avernus with an engine for a heart. Zauriel laughed. Said she paid him well for my services. She'd wanted to test her new machine, and he said I'd be able to handle it. He was right. Sometimes I wish he weren't. Evil, evil bastard. God, working us to the bone. You'll need to get some rest. Stand next to a tree, overlooking the sea. Tập này mình cực kỳ tâm đắc cái combat cứu người. Đúng kiểu Mission Impossible đến từng giây cuối cùng luôn. Toát lên rõ bản chất anh hùng nhân dân của Will. Những nụ cười trên gương mặt của những người được giúp đỡ là những tia sáng hy vọng giúp Will bước tiếp trên con đường làm anh hùng nhân dân này. Dù có phải hy sinh bản thân mình đến nhường nào. Cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện bittersweet, ngọt ngào trong cay đắng của anh hùng nhân dân Will trong các tập tiếp theo của Thiện chơi Baldur's Gate 3 nhé. Cảm ơn mọi người đã tiếp tục ủng hộ series này. Like và comment bên dưới khoảnh khắc bạn thích nhất trong tập này nhé. Subscribe để không lỡ các tập tiếp theo. Mình cảm ơn.